Yamina xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta đến với một chủ đề liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh. Mà ngày hôm nay á, các cái tạp chí rất là nhiệt tình đưa tin với một cái tựa đề nghe nó hơi khó chịu. Đó là nghệ sĩ Hoài Linh bị fan rửa mất dép khi mà biểu diễn ở miền Trung. Nhiều tạp chí đưa tin lắm. Tạp chí nào cũng nói có vẻ rất là đau to bố lớn. Ví dụ như là cái trang tạp chí Gia Đình Hạnh Phúc gì đây này, tin là ngã ngựa vì ồn ào từ thiện, Hoài Linh bị người dân miền Trung đuổi chạy mất dép khi quay trở lại mặt này. Thì mọi người rõ ràng khi mà nghe cái thông tin kiểu này á, thì có thấy khủng khiếp không? Nghe hoảng không? Hoảng. Những người ủng hộ nghệ sĩ Hoài Linh thì nghe hoảng lắm. Và những cái người mà tẩy chay hoặc là trái quan điểm này kia đối với Hoài Linh á, thì mừng. Cho rằng là đáng đời, miền Trung mà còn tẩy chay huống gì ai. Nhưng mà sự thực có phải như vậy không? Mà sự thực là như thế này này. Mọi người nhìn lên màn hình, tôi trích ra một đoạn ha. Theo đó rất đông người kéo đến xem Hoài Linh biểu diễn. Đặc biệt sau đó số đám đông còn đuổi theo để mà tặng hoa, xin chữ ký hoặc là muốn được ôm Hoài Linh. Đáp lại tình cảm của mọi người, nam danh hài cười rạng rỡ. Tuy nhiên, cũng vì đám đông đuổi theo quá sát nên Hoài Linh bị tuột dép lúc nào không hay. Nói chung, thực tế là nghệ sĩ Hoài Linh đó được đông đảo khán giả của miền Trung ái mộ, rất là thương yêu. Sau khi mà có kết luận điều tra của bên công an, do đó thì họ xin chữ ký, chạy theo xin chữ ký và hô vang hai tiếng Hoài Linh. Đó, mà đông người rượt theo để xin chữ ký hoặc là bày tỏ cái ái mộ, cho nên là Hoài Linh đi luôn chân đất đây này. Hôm nay cho mọi người xem và hình ảnh ha. Rất là đông người ái mộ Hoài Linh. Cho mọi người xem một vài hình ảnh vậy ha. Còn nhiều nặng lắm, nhưng mà tạm thời cho mọi người xem thêm một cái đoạn video clip ngắn nữa rồi chúng ta đến với một vài thông tin cũng quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với mọi người. Đây này. Mà nội dung là một đường, hay còn gọi là tiêu đề một đường, nội dung một nẻo. Chính vì cái tiêu đề như một số tạp chí đưa, tạp chí chứ không phải là báo nữa ha, khiến cho dư luận có những cái hoang mang. Thì thực ra đó, gần đây báo chí hoặc là một số tạp chí đưa tin kiểu như là câu like câu view để mà theo trend á, nhằm mà thu hút cái sự chú ý, sự tò mò của người đọc hoặc là khán giả, thì họ đã gây ra nhiều cái tác hại không lường. Và với cá nhân tôi thì khi mà chạy theo trend như là mạng xã hội thì báo chí ít nhiều làm giảm cái uy tín. Ở đây tôi không nói toàn bộ các tờ báo, nhưng một số bài báo tôi điển hình như là trước đây này, có một cái bài này này cho mọi người xem. Họ ghi là thủ khoa khối A tỉnh Thanh Hóa là người từng lấy nhiều tiền của quỹ khuyến học. Thì khi mà đọc cái tiêu đề này, người ta tưởng rằng là cái thủ khoa người Thanh Hóa này á là đã có cái hành vi gian lận chiếm đoạt tiền tài sản của cái quỹ khuyến học. Nhưng mà thực ra cái tiêu đề này á là họ ám chỉ rằng cái thủ khoa này
nhiều lần được những cái giải mà nói chung là có thành tích trong học tập đó, cho nên được quỹ khuyến học người ta khen thưởng bằng tiền, chỉ vậy thôi. Chính vì khi mà dư luận phản ứng thế này á, thì họ đã thay đổi tiêu đề báo Thanh Niên, do phóng viên Minh Hải ghi bài này thì đã thay đổi tiêu đề là thủ khoa này đã giành nhiều giải thưởng của hội khuyến học. Mà người thấy những cái tiêu đề như vậy là có tác hại khôn lường không? Và tôi không nói gần đây á, rất nhiều sự kiện mà người dân ngay đọc tiêu đề thôi là cảm thấy bức xúc rồi, bởi vì họ tưởng tiêu đề và nội dung nó tương đồng nhau, nhưng mà thực ra tiêu đề đôi khi là một cái sự, một là chơi chữ bằng cách là họ dùng các cái chữ trong một cách đó để mà nhấn mạnh. Hai á, là cái tiêu đề có cái tính hiểu nhầm, muốn hiểu sao cũng được, mang tính chất ám chỉ về một cái quá khứ nào đó, hoặc là khiến cho nhiều người có cái sự nhụng mộ nhận trong chính tiêu đề này. Thì trong cái clip này tôi cũng sẽ đặt tiêu đề như vậy và tôi giải thích sâu để cho mọi người có thể là hiểu, bởi vì tôi muốn là gậy ông đập lưng ông ở trong một số tình huống để khán giả khắc cốt ghi tâm. Ở đây tôi cũng nói thế này, hiện nay đối với nghệ sĩ Hoài Linh á, thì sau cái drama với Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt là tự Nguyễn Phương Hằng gây dựng nên, chứ còn Hoài Linh thì cũng chẳng có liên quan gì Nguyễn Phương Hằng, thì đến nay số người vẫn có một cái sự hiểu nhầm, một cái sự định kiến rất là kỳ lạ, không cần cơ sở bằng chứng nào để mà cho rằng nghệ sĩ bẩn và tẩy chay nghệ sĩ, hoặc là tẩy chay nghệ sĩ Hoài Linh với lý do họ đưa ra là nghệ sĩ ăn chặn hoặc là Hoài Linh ăn chặn. Trong khi á, tôi cho rằng có bốn cái vấn đề mà chúng ta cần phải tập trung vào. Thứ nhất là nghệ sĩ Hoài Linh á, đã từng hai lần như vậy có cái thông báo trên cái trang Facebook của ông là xin phép Mạnh Thường Quân đi chậm, đi sau lũ. Cái lý do mà đi sau lũ là vì ông đưa ra là cần có cái sự đồng hành của các cái công ty mà ông đã hợp tác. Cái này là hợp lý. Thứ nhất là khi mà ký hợp đồng với các cái công ty đối tác thì nếu trong trường hợp hủy hợp đồng mà người biết là đền bù thế nào rồi rất là nhiều. Thứ hai, những cái kế hoạch mà công ty người ta đề ra sẽ chậm trễ, ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Và chưa kể trong cái dự án của Hoài Linh và các doanh nghiệp thì các cái doanh nghiệp đã có hứa tài trợ một phần tiền nào đó để cho Hoài Linh đi hỗ trợ cho miền Trung sau lũ. Còn á, tôi cũng đã từng nói rằng cứu người giúp ngặt hơn giúp nghèo, mà miền Trung lúc đó là ngặt, thì á, nó sẽ đúng trong cái trường hợp là miền Trung thời điểm đó không ai hỗ trợ. Nhưng mà cái cơn ngặt của miền Trung thì đã có những sự trợ giúp rất là kịp thời. Đầu tiên là sự kêu gọi cái số tiền khổng lồ của ca sĩ Thủy Tiên ha, gọi là cái số tiền rất là lớn, gần 180 tỷ Nam đồng. Thứ hai á, là miền Nam, đặc biệt là miền Nam, miền Bắc cũng có, miền Nam thì từng đoàn xe, tôi gọi là như kiến, đấy, nối đuôi nhau hàng dài hàng km, chở những cái vật dụng hoặc là thức ăn thức uống này kia, lương thực thực phẩm này kia, hỗ trợ cho đồng bào miền Trung, giúp qua cái cơn ngặt đó. Và người ta gọi là cái cơn ngặt là cái mà kịp thời, khẩn cấp, giống như là trao cho một con cá vậy. Nhưng mà giúp sau cái cơn ngặt là cơn nghèo thì giống như là trao một chiếc cần câu. Cho nên đây là hai lần như vậy, Hoài Linh đăng trên Facebook của mình là xin Mạnh Thường Quân, chủ sở hữu của những cái tài sản chuyển khoản ủng hộ vào tài khoản Hoài Linh, rằng là đi sau lũ là như vậy. Mặc dù đối với Ravina 6 tháng thì có vẻ chậm, nhưng mà ông đã lên tiếng và một vài Mạnh Thường Quân, hoặc là những Mạnh Thường Quân, hoặc là hàng ngàn Mạnh Thường Quân đã đồng ý với điều đó bằng những cái like, đồng ý hoặc là thả tim hoặc là thả like gì đó ha. Và cái thứ ba, trong vấn đề này thì kết luận của công an là nghệ sĩ Hoài Linh không có sai phạm trong hoạt động từ thiện. Thì đây là những cái kết luận chính thức mà có giá trị pháp lý và họ có điều tra xác minh rồi. Ở đây là một cái vụ án và có điều tra, có xác minh, có điều tra, cho nên họ mới ra văn bản kết luận. Chúng ta đừng có coi thường cái gọi là một cái tờ A4 trong kết luận về cái vụ án hay một cái nội dung nào. Cái kết hôn chúng ta cũng là tờ A4, giấy tờ đất chúng ta cũng tờ A4, sổ đỏ tờ A4 đó thôi, đúng không? Những cái giấy tờ liên quan nhiều giá trị pháp lý chúng ta cũng là cái tờ A4, giấy khai sinh chẳng hạn. Thế thì tại sao lại coi thường cái tờ A4? Chúng ta đừng có coi thường nội dung nó ngắn hay là dài. Có những cái tập hồ sơ mà cả một cái tập cả trăm trang, nhưng mà nó không có giá trị pháp lý.
bởi vì nó không có đầy đủ nội dung, trong đó không có chữ ký, không có đóng tên của cái người đại diện liên quan. Còn cái tờ A4 nhưng mà nó có đầy đủ nội dung và có ký tên đóng dấu, nó có giá trị pháp lý, thì đó mới là cái chúng ta đáng quan tâm ở đây trong cái vụ việc này ha. Đó là cái hồ sơ mà có thể cung cấp cho cái người bị tố cáo, người tố cáo đã biết. Còn tất nhiên cái hồ sơ điều tra đó nó dài rất là nhiều, lưu trữ trong cơ quan điều tra đâu có cung cấp ra cho chúng ta hết được. Làm gì có cái chuyện mà các cái cơ quan điều tra cung cấp tất cả những cái hành trình điều tra hoặc là những cái bước, những cái vấn đề mà thuộc về nội bộ phương pháp điều tra của họ cho chúng ta ha. Đó là những cái điều mà tôi muốn chia sẻ đây. Còn góc độ dư luận á, cứ tin vào cái điều của Nguyễn Phương Hằng nói thì tôi e rằng chúng ta đã bị u mê quá lâu. Vì sao? Những cái điều Nguyễn Phương Hằng nói là bịa đặt, là dựng chuyện. Cái phương pháp của Nguyễn Phương Hằng á, là một là thuê người đóng giả nạn nhân, hai á, là nói đi nói lại cái điều không có thực để nó biến thành cái điều tưởng như là có thực. Đó, và không phải một chuyện mà rất nhiều chuyện. Và rõ ràng á, trong một cái vấn đề mà tôi quan tâm á, là mặc dù Nghệ Xoài Linh á, trong 6 tháng không có đi trao cái số tiền mà ông đã kêu gọi được, nhưng ông đã bỏ tiền túi ra khoảng 500 triệu Việt Nam đồng cho nhiều nơi. Trong đó thì tôi có vào Facebook của một bạn phát trực tiếp luôn, nói rõ là đây là tiền của bạn, xin lỗi, tiền của Nghệ Sĩ Hoài Linh cho, đưa cho bạn để bạn đi trao từ thiện cho người dân, mà từ tiền túi thôi chứ không phải là tiền từ tiền kêu gọi. Và thứ hai á, thì người dân Quảng Ngãi này, Kiều Nam này kia rất là cảm ơn Nghệ Sĩ Hoài Linh á, vì đã xây nhà cho họ một cái căn nhà như vậy trị giá 50 triệu Việt Nam đồng mà toàn từ tiền túi thôi. Và đây không phải là lần từ thiện đầu tiên, có nghĩa trong quãng đời mà hoạt động nghệ thuật của Nghệ Sĩ Linh ấy, thì rất là nhiều lần đi hoạt động từ thiện, đặc biệt ở miền Trung. Cho nên bà con miền Trung á, họ nhận được cái tấm chân tình đó, và sau quá trình drama có những cái người ngộ nhận, họ hiểu ra, họ ban đầu họ tin Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà sau đó gọi là cháy là nhà thì lòi ra mặt chuột. Những cái lý lịch tư pháp của Nguyễn Phương Hằng là giả tạo rất là nhiều, mà bên công an đã kết luận. Sau đó thì rất là nhiều vấn đề mà Nguyễn Phương Hằng tố cáo thì đều sai sự thật. Cho nên đó, không có ai có tội gì, mà Nguyễn Phương Hằng cuối cùng là có tội, bởi vậy mới bị tạm giam sắp hầu tòa, đúng không? Đó thì tôi nói thật chứ, chúng ta đó, đừng bao giờ tin vào những cái lời nói, dù nói đi nói lại nhiều lần mà không có chứng cứ. Còn những cái điều tôi nói mà người thấy không, trên màn hình, có chứng cứ luôn. Ngày 31 tháng 10 năm 2020 và ngày 27 tháng 10 năm 2020 á, Hoài Linh có xin phép Mạnh Thường Quân, kêu gọi trên Facebook thế nào, xin phép trên Facebook như thế, chứ còn ở đâu nữa. Và thứ hai, kết luận của công an, Hoài Linh không có sai phạm trong vấn đề từ thiện. Còn cái việc chậm thì người ta đã xin phép rồi ha. Và về dân sự là cũng không sai, đừng nói về hình sự đó. Thì tôi chia sẻ như vậy và tôi hy vọng rằng chúng ta phải, thứ nhất là tin vào những cái điều mà những cái người được thụ hưởng là người dân, người ta được nhận từ Nghệ Sĩ Hoài Linh như thế nào. Đó là những người đang rất là thương và trân trọng Nghệ Sĩ Hoài Linh. Và thứ hai, dựa trên cơ sở chứng lý, pháp lý, pháp luật đã thừa nhận không sai. Thế thôi, đừng có, chúng ta đừng có định kiến, đừng cố gắng bắt bỏ những cái sự thật để mà kết tội một cái người vô tội và lên án từ thiện. Cuối cùng á, một ngày nào đó một trong những các bạn cũng sẽ trở thành cái người bất hạnh. Lúc đó thì có những cái bàn tay người ta dang rộng, người ta giúp đỡ, thì lúc đó đừng có nói rằng là giúp đỡ là ăn chặn này kia ha, hoặc là trục lợi này kia. Cuộc sống luôn có những cái bất thường, nó vô thường mà. Và chúng ta đừng có sống bằng cách là trù dập, vùi dập những cái điều tốt trong xã hội. Và cái việc mà chúng ta đó gọi là ca ngợi những cái sự mà dối gá, dối trạc, dối gạt như là Nguyễn Phương Hằng vậy thì cũng là một cái tội ấy. Bởi vì làm cho người dân, nhiều người người ta ngộ nhận, tin vào điều đó là sự thực. Còn những cái tấm bảng mà ngàn tỷ này kia Nguyễn Phương Hằng chụp hình đó, đó cũng là lừa đảo. Nguyên cả cái mùa dịch không cho ai ngàn nào, chỉ bỏ tiền ra thuê mướn nhân chứng giả này kia đứng lên để nói láo. Và sau đó một số nhân chứng phải cầu cứu dân mạng vì bị Nguyễn Phương Hằng đưa làm nhân chứng giả, đưa cái hình ảnh họ lên trong khi họ không có liên quan. Nói chung là đôi khi trong sự việc chỉ cần một vài cái bằng chứng thôi thì nó cho chúng ta cái bản chất của
của cái người đó. Ở đây tôi không nói nhiều bởi vì tất cả những cái vấn đề liên quan về Nguyễn Phương Hằng, một cái dối trá, dối gạt, xảo trá của bà này tôi đã nói rất là nhiều rồi. Còn hôm nay thì nói ngắn gọn liên quan cái vụ của nghệ sĩ Hoài Linh thôi ha. Nhớ là khi mà ra miền Trung được đồng bào đón nhận rất là nhiều, đón nhận trong cái sự hào hứng thương yêu. Vì tôi nghĩ rằng một quá trình thì người ta cũng đã hiểu ra rằng đâu là chân lý, đó là sự thật rồi, đúng không? Chạy mất dép ngang á. Nè, mọi người thấy không? Khán giả cũng cười dữ ha. Cười văng máy lên cười dữ, người nào cũng tươi rói, hào hứng lắm luôn á. Có lẽ là chị Ram Vina sẽ dừng nội dung chia sẻ đây ha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye mọi người.